Và xin kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh kính cổ Dũng Trần. Và trong video ngày hôm nay em Dũng Trần sắp ra đây được 5 cây kính Ray Ban Mỹ để chia sẻ và gửi tới toàn thể các bác tại kênh. Và cụ thể trong video này thì sẽ có mã số 1 là một cây kính Ray Ban Mỹ gọng đen dáng Aviator size 58. Và cây số 2 sẽ là một cây kính gọng vàng cũng là size 58. Và mã số 3 sẽ là một cây kính ray băng thập niên 60, một cây kính đời bọc vàng, mắt xanh rau muống. À, mã số 4 sẽ là một cây kính thập niên 50 và sâu hơn nữa cuối cùng là mã số 5 là một cây kính chuôi đá ve đá thập niên 40 của nhà Ray Ban Mỹ và như vậy là trong video này thì sẽ có thập niên 40, thập niên 50, thập niên 60 và là thập niên 80 của Ray Ban Mỹ để chia sẻ tới toàn thể các bác tại kênh. À, dạ vâng và ngay bây giờ thì em Dũng sẽ đi vào chi tiết và báo giá những cây kính trong video này để các bác nhà mình cùng được tham khảo. À, và cây kính đầu tiên sẽ là một cây kính rất rất đẹp và có tình trạng rất là mới, đó là một bản kính Roi băng Aviator thập niên 80, dòng gọng đen, mắt G15 xanh đen. À, và cây kính này thì có size tròng là 58. Size tròng 58 và màu mắt G15 xanh đen với còn đẹp xuất sắc các bạn nhé. Khung gọng là khung gọng đen và bác nào thích cái màu gọng đen này đeo cho nó ngầu thì các bác có thể chơi cây kính mã số 1 này một cây kính gọng đen và mắt G15 xanh đen vẫn còn đẹp mướt nguyên di và đi kèm là một vỏ bao da di vẫn còn rất là mới tình trạng của cây kính này rất đẹp các bác nhé tình trạng đẹp xuất sắc một cây kính mã số 1 và một cây kính dáng AV mắt xanh đen và gọng đen rất là đẹp và cây kính mã số 1 này thì xin giao lưu đến toàn thể các bác với giá là 4 triệu 8 Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 2 à, Cây kính mã số 2 thì sẽ là một cây kính uh, Ray-Ban AV Và đây là một bản kính gọng vàng à, Cây mã số 1 là đời 80 là gọng đen Và cây mã số 2 cũng cùng đời Nhưng đây là cây kính gọng vàng các bác nhé Gọng mạ vàng Và cây kính này cũng là một cây kính hàng đẹp xuất sắc Tương tự như cây kính mã số 1 à, Đối với những cây kính đời 80 nhất là những cây kính gọng mạ vàng thì em Dũng chỉ có lên cho các bác cây kính đẹp từ khá trở lên thôi chứ không bao giờ có những cây kính kém nhất là đối với những cây kính mạ vàng thì cứ đẹp mướt để giao lưu đến đến toàn thể các bác đấy để các bác chơi cho nó tuyệt vời và đeo cho nó cho nó thích mắt Đó, mắt cũng là mắt G15 xanh đen size 58 khung gọng mạ vàng vẫn còn đẹp chui ve thì vẫn còn trắng muốt luôn các bác nhé cũng là vỏ bao da zin đi kèm Đó, và cây kính này thì xin chia sẻ với các bác với giá là 5 triệu 2 cho phiên bản kính ray băng Aviator mã số 2 và size cây này là size 58 các bác nhé Đó, và chuẩn bị vào hè rồi thì đối với những cây kính nhất là những cây kính roi băng Mỹ này thì sẽ hỗ trợ các bác phục vụ các bác trong mùa hè sắp tới rất là tốt đối với những cây kính roi băng thì cái bộ trồng vô cùng tuyệt vời rồi và những bác nào mà đang chơi ray băng Mỹ các bác cũng có thể là đánh giá và cảm nhận được là cái bộ trồng rất là tuyệt vời phải không ạ đã rất nhiều bác đã giao lưu cũng như sử dụng những cây rau Mỹ thì đã cho phản hồi lại cái chất lượng trồng rất là tốt và chưa có một bác nào chê hay là đeo không hợp về cái trồng của dòng rau bóng Mỹ này cả Đó, vì nó đeo cái chất lượng quang học của rất là tốt các bác ạ Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 3 thì ở đây em giao lưu đến các bác một cây kính đời thập niên 60 hàng cấp phát cho quân đội Mỹ và đây cũng là cây kính size 58 À, đời 60 thì đây là cây kính đời bọc vàng 1 phần 10 các bác nhé. Bọc vàng 1 phần 10, 12k GF. Cốt ve sẽ là cốt ve đục và chui cờ. Đó là đời thậm nhiên 60. Và đây là một cây kính sản một cây kính có màu trồng là RB3, mắt xanh dầu muống các bác ạ. Khung gọng, bọc vàng 1 phần 10, 12k. À, tất cả thì đều sẽ được triện ở phần cầu dưới. Đi kèm sẽ là một chiếc vỏ bao da zin. Cây này là vẫn là vỏ bao da zin. Ờ, đời này khá là là lạ cái cái đời bao da này là đời bao da zin nhưng mà bao da trơn các bác nhé đó bao da trơn đó, lần đầu em về được cây kính đời 60 mà bao da trơn này đó, da bò trơn và cây kính đời 60 mắt xanh rau muống này thì xin giao lưu đến các bác với giá là 11 triệu 800 và cây kính nằm ở mã số 3 cho một cây kính đời bọc vàng thập niên 60 nha các bác và đây là cây kính hàng cấp phát cho quân đội đó, đối với những cây kính từ thập niên 60 trở về trước đó thì đều là hàng cấp phát đó, Tiếp theo cũng là một cây kính hàng cấp phát cho quân đội Và đây cây kính đời sâu hơn là Cây kính đời thập niên 50 Thập niên 50 là một bản roi băng ve đá chuôi thuôn à, Và cây kính này là một bản à, size 58 Nhưng tuy nhiên thì có cái size nó hiếm hơn Size cầu hiếm hơn đó là size cầu 16 các bạn nhé đó, Size cầu 16 là một bản... À, size rất là hiếm trong dòng kính Ray-Ban uh, AV. Đó Ray-Ban thì sẽ có size cầu là 12, uh, 16 và 18, 14 và 16. À, 12, 14 và 16 thì cái size thông dụng nhất là size 14. Còn cái size 12 là cái mà các bác hay gọi là cầu hin đấy thì giá nó sẽ rẻ hơn. Đó và cái size cầu 16 này thì là cái size hiếm nhất. Đó bản cầu 16. Đó. Và về cái size 16 này thì cái chiều ngang của nó thì nó sẽ ra được 2 ly nữa Tức là ngang kính của cây kính này là 13,7 Và cũng sở hữu size trọng 58 và mắt rv 3 Mắt xanh rau muống, rất là đẹp Bộ trọng vẫn còn rất là đẹp Và cây kính này thì toàn bộ khung gọng thì vẫn còn được bọc vàng 1 phần 10 12KGF, tình trạng vàng cũng còn rất là đẹp như cây uh, đời 60 và nhìn chung những cây kính đồi bọc vàng 1 phần 10, 12K thì chất lượng vàng, những cây kính em dũng toàn trần tuyển thì vẫn còn đẹp và rất là dày dặn. Đó, và bản thân cái khung gọng đồi bọc vàng 1 phần 10 là đã, đã rất là bền rồi. Đã, và đã qua tuyển chọn nữa thì đều là, các bác khi các bác sử dụng thì đều là những cây kính còn chất lượng rất là tốt. Chuôi ve vẫn còn rất đẹp các bác nhé. Và quan trọng nhất là những cái tình trạng của bộ ve này các bác có thể nhìn. Bộ ve, bộ bộ ve đá vẫn còn rất đẹp bộ ve đá chưa bị lão hóa bộ ve đá vẫn còn vẫn còn đẹp nguyên và rất là mịn không bị lão hóa không bị nứt Đó, đời 50 ve đá chuôi thuôn một cây kính rất sâu tuổi và cây kính ve đá chuôi thuôn mã số 5 này thì xin phép giao lưu đến các bác với giá là 12 triệu 800 ngàn Đó, 12 triệu 800 ngàn cho một cây kính ve đá chui thuôn giá rất là tốt rồi các bác nhé rất rất tốt cho một cây kính đời ve đá chui thua. Tiếp theo chuyển sang cây kính mã số 5 sẽ là một cây kính đời sâu tuổi luôn, là một cây kính đời thập niên 40, là một cây kính chui đá ve đá các bác ạ. Một cây kính chui đá ve đá và đi kèm với cây kính chui đá ve đá này cũng là vỏ bao da zin. Và cây mã số 5 cũng là vỏ bao da zin các bác nhé. Và cây mã số cây mã số 4 là vỏ bao da zin, em xin lỗi. Và cây mã số 5 cũng là vỏ bao da zin là đời uh, da bò nguyên miếng. À, đúng đời, vỏ bao này cũng đã niên đại 4 thập niên 40 Đó. và đây là một phiên bản kính ray băng chuôi đá ve đá cũng rất là đẹp một bảng ray băng chuôi đá ve đá đời bọc vàng 1 phần 10 12k ghép đây là một cây kính có cái niên đại sâu nhất của nhà ray băng Mỹ tình trạng của cây kính này hiện tại thì về chất lượng vàng vẫn còn rất là tốt chất lượng vàng toàn bộ khung gặm đều được bọc vàng rất đẹp vàng vàng còn rất là đẹp và chuôi ve của cây kính này tình trạng chuôi ve vẫn còn đẹp Đó. và bộ chuôi đây cũng vậy bộ chuôi vẫn còn đẹp đều cũng như bộ ve đây là một cây kính rồi băng chuôi đá ve đá đẹp đều và sử dụng cây kính này sẽ là sử dụng cặp tròng RB3 mắt xanh rau muống các bạn nhé mắt xanh rau muống Đó, size 58 14 một bản vai băng chuôi đá ve đá và cây kính ray băng chuôi đá, ve đá mã số 5 này thì xin phép giao lưu và báo giá đến các bác với giá là 15 triệu rưỡi cho cây kính chuôi đá, ve đá. Thì đây là một cây kính giá rất rất tốt để giao lưu đến các bác. Đó. À, cây kính mã số 5 này thì có những cái tình trạng nho nhỏ bên cái tròng. Các bác, này, các bác có thể nhìn nhé. Các bác có thể nhìn cái tròng, uh, tròng bên phải đây thì có những cái vết cấn xước nhẹ bên góc phải, nhẹ một chút. Đó còn lại là cây kính này từ chuôi ve và khung gọng vẫn còn còn đẹp nguyên và bộ trồng thì có tình trạng nhẹ phía bên góc phải và hiện tại thì cái bộ trồng này đang là đi theo kính luôn còn nếu như bác nào mà thích một bộ trồng đẹp để vẫn là zin để thay thế vào cái cây kính này thì đâu đó thì em Dũng Trần cũng sẽ hỗ trợ các bác đâu đó thêm khoảng tầm một triệu nữa để thay cái bộ trồng Uh, bộ trồng kém này Đấy, thay sang cái bộ trồng đẹp để uh, các bác nhà mình có thể là chơi một bộ trồng đẹp để nó chọn bộ luôn đó còn không thì uh, các bác có thể sử dụng cái bộ trồng này tuy nhiên thì nó không ảnh hưởng đến tầm nhìn các bác nhé tình trạng còn lại đó, nhưng vẫn là một bộ trồng zin vẫn có công năng rất tốt và vẫn có được cái giá trị riêng của cái bộ trồng này đó. rất là đẹp một cây kính ray băng chui đá ve đá và giá giao lưu đến các bác với giá là 15 triệu 500 000 cho một cây kính chui đá ve đá và hiện trạng nguyên bản như thế này. Và như vậy là 5 cây kính ray băng Mỹ mà em Dũng Trần đã chia sẻ trong video này thì đều là những cây kính nguyên zin nguyên bản và đều là những cây kính có cái chất lượng và có cái bộ trồng là chính hãng của Mỹ để thứ nhất là giúp các bác đi nắng bảo vệ mắt và sẽ giúp các bác chơi trong quá trình siêu tầm chơi được những cây kính đẹp, những cây kính chất lượng hàng đầu thế giới đó là những cây kính Mỹ. À, dạ vâng và các bác nào có yêu thích những cây kính trong view này thì các bác hãy liên hệ với em Dũng Trần qua số điện thoại và số hotline duy nhất của cửa hàng là 0888 070 368 để được em Dũng Trần hỗ trợ gửi hình ảnh cũng như tư vấn thêm về những cây kính trong view ngày hôm nay. À, và em Dũng Trần sẽ còn quay trở lại thì các bác nhớ hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất những sản phẩm đẹp tại kênh kính cổ Dũng Trần tiếp theo